Hello các bạn, video trước là mình demo tính năng cho các bạn xem ở trong Gojek Microservice. Ở video này mình sẽ demo những công nghệ ở trong Microservice và cách thức nó hoạt động như thế nào cơ bản nhất để các bạn dễ hình dung. Ở đây mình có hai sụt, một sụt mình đặt tên là A, một sụt mình đặt tên là B. Sụt A này nó sẽ sử dụng chung cho tất cả những sụt khác để mà con tới nó chung cho mô hình Microservice. Còn sụt B này là mình xử lý đầu cuối đã nhận dữ liệu input đầu vào và mình chỉ xuất output ra cho phía người dùng. Ở bên phải của mình là sụt A nè, ở bên trái của mình là sụt B nè. Hiện tại là chấm đỏ này nó không có cái mũi tên màu vàng, sụt A nó có cái chấm đỏ và nó có cái mũi tên màu vàng. Sau khi mình ghi nút ở trên màn hình UI, các bạn có thể xem màn hình UI ở video trước, khi đó nó sẽ tạo ra một con job lần lượt. Mình sẽ có 5 con job trong demo này: con job A, con job B, con job C, con job D và con job E. Đầu tiên nó sẽ con vào cái sụt A để tạo ra con job A. Đây cũng chính là cái API của cái sụt A dùng chung để tạo ra con job cho tất cả các sụt khác chứ không phải chỉ riêng sụt B sử dụng. Ở đây có công nghệ Azure Function là SegwitBot Message Queue. Khi con API tới sụt A tạo job A, nó sẽ đẩy con job A vào trong Message Queue của SegwitBot. SegwitBot ở đây mình sử dụng của Azure và mình sử dụng desktop app chạy trên hệ điều hành Windows để mình demo và mình dễ flow theo. Các bạn có thể dễ dàng thấy con job A hiện tại 3 con số 0. Mình chỉ để ý số đầu tiên thôi. Hiện tại ở đây nó là 0. Sau khi mình bấm nút continue ở sụt A, ở bên đây số đầu tiên nó sẽ nhảy lên 1, 2, tức là nó không còn là số 0 nữa, nó có sự thay đổi và nó tăng lên. Đây, và các bạn thấy màn hình bên trái của mình, nút red boy màu đỏ nó sẽ có cái mũi tên màu vàng. Ở bên phải của mình là bây giờ mũi tên màu vàng nó đã không còn nữa, tức là nó đã chạy được qua sụt B. Nó đưa sụt A vào message queue của SegwitBot và SegwitBot nó gọi tới Azure Function ở bên sụt B. Ở đây mình ghi phép lại cho các bạn dễ thấy, ở đây nó đã tăng lên 1 rồi. Và tiếp theo khi mình bấm continue ở sụt B, hiện tại mình đang đứng ở con sụt A, nó sẽ gọi qua con sụt B. Con sụt B này nó cũng nằm ở trong sụt B này, và các bạn dễ dàng thấy ở cái sụt bớt hiện tại, con sụt B này nó đang có chỉ số đầu tiên là 0. Sau khi mình bấm, nó sẽ tăng lên 1, 2, 3. Bây giờ mình sẽ bấm continue. Các bạn thấy nó nhảy qua một cái màn hình khác ở sụt B. Red boy lập tức nó có cái màu vàng ở trên cái chấm đỏ này. Ở đây bây giờ mình refresh lại Azure Service Bot. Các bạn thấy nó nhảy lên 2, tức là nó gọi hai con sụt B. Mình cũng đã đi qua được hai con sụt, mình còn ba con sụt còn lại, và ba con sụt còn lại nó cũng tương tự như hai con sụt ban đầu. Nó cũng gọi tới Azure SegwitBot, đưa vào cái message queue và con tới Azure Function. Trong Azure Function nó lại send cái message queue tới cái SegwitBot rồi lại gọi tới Azure Function. Lúc này mình sẽ tua nhanh qua ba con job còn lại và mình đi tới đầu cuối, thì ở đầu cuối của nó sẽ in ra số query bỏ dưới dạng là file PDF. Cái dạng file này sẽ được up lên trên blog như cái hiện tại mình đang show, là mình sử dụng một cái desktop app cũng giống tương tự như là Azure SegwitBot, nhưng nó là Microsoft Azure Store Explorer. Thay vì các bạn sử dụng Azure Cloud dạng web, mình sử dụng cái desktop app này cho dễ quản lý, vừa nhanh vừa tiện. Nó sẽ đi qua nhiều con job như vậy là bởi vì nó xử lý nhiều chức năng. Ở đây á, mình chỉ demo cho các bạn một chức năng nhỏ nhỏ ở trong Microservice. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn các bạn ở những video lần sau.